Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ máy bay của Tổng thống Iran gặp nạn, tìm thấy thi thể các nạn nhân. Theo thông tin từ báo tin tức, đại diện tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Iran, IRGC cho biết đã tìm thấy thi thể của Tổng thống nước này Ebrahim Raisi và những quan chức tháp tùng trong vụ rơi máy bay xảy ra vào ngày 19 tháng 5, đồng thời tuyên bố công tác tìm kiếm đã kết thúc. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Giám đốc IRGC Pia Hossein Kolivan cho biết tổ chức này đang chuyển thi thể các nạn nhân đến khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran. Cùng ngày, nội các Iran tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục hoạt động mà không có sự gián đoạn, dù là nhỏ nhất, sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokber dự kiến sẽ đảm nhận chức Tổng thống sau khi ông Raisi thiệt mạng và Iran sắp chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử sớm. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ bàng hoàng trước thông tin trên và gửi lời chia buồn với người dân và chính quyền Iran. Ông khẳng định Ấn Độ đoàn kết với Iran trong thời khắc đau buồn này. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố nước này sẽ để tang một ngày. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Shehbaz viết Pakistan sẽ tổ chức một ngày để tang và treo cờ rủ để bày tỏ sự kính trọng đối với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông, cũng như thể hiện tình đoàn kết với Iran. Tôi cùng với chính phủ và người dân Pakistan gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới đất nước Iran về sự mất mát to lớn này. Cùng ngày, chính quyền Liban cũng tuyên bố bắt đầu quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Tổng thống Iran và đoàn tùy tùng, trong đó có Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. Tương tự, lãnh đạo các nước Malaysia, Sri Lanka, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria cũng gửi thông điệp chia buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Iran. Nhìn lại an toàn hàng không Iran sau vụ trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp nạn. Tại khu vực Trung Đông, Iran bị coi là thị trường hàng không kém an toàn nhất khu vực. Gần 2.000 người Iran đã thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay kể từ năm 1970. Bên cạnh đó, các vụ tai nạn liên quan đến các hãng hàng không Iran trong suốt 45 năm qua cũng đã khiến 1.755 người thiệt mạng. Theo mạng lưới an toàn hàng không ASN, kể từ năm 2000 đã có 22 vụ tai nạn hàng không gây chết người xảy ra ở Iran, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Những số liệu trên cho thấy, hàng không tại Iran đặc biệt không an toàn và một phần dẫn tới thực trạng này là hậu quả của hàng chục năm Iran chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, khiến nước này không thể mua được các phụ tùng, thiết bị, máy bay hiện đại phục vụ cho ngành hàng không. Trong tình cảnh như vậy, các hãng hàng không đã phải tháo rời một số máy bay cũ để lấy các bộ phận. Nhiều máy bay ở Iran ngày nay đã trở nên lỗi thời. Theo trang tin Airflat.net, tuổi trung bình của máy bay được các hãng hàng không hàng đầu như Iran Air và Mahan Air sử dụng thường trên 20 năm và một số chiếc là hơn 30 năm. Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 19 tháng 5 không phải là lần đầu tiên Iran chứng kiến một vụ tai nạn máy bay chở quan chức chính phủ cấp cao. Một bộ trưởng quốc phòng, một bộ trưởng giao thông vận tải và tư lệnh các lực lượng vũ trang hàng không, mặt đất của Iran cũng từng thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay và trực thăng trước đây. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi là trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất. Theo nhà phân tích quân sự Cedric Layton của đài CNN, trực thăng Bell 212 bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối những năm 1960. Mẫu trực thăng này lần đầu tiên được sản xuất tại Mỹ và sau đó ở Canada. Ai sẽ lên làm Tổng thống Iran sau khi ông Raisi qua đời trong vụ tai nạn máy bay? Ngày 20 tháng 5, một quan chức Iran cho biết không có dấu hiệu người sống sót tại hiện trường vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Hiến pháp Iran có quy định, nêu rõ những điều sẽ xảy ra trong trường hợp Tổng thống mất năng lực hoặc qua đời khi đang tại nhiệm. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters, điều 131 của Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo nêu rõ, nếu một Tổng thống qua đời khi đang tại nhiệm, thì Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên thay. Sau khi có xác nhận của lãnh tụ tối cao vốn là người có tiếng nói quan trọng nhất trong mọi vấn đề của Iran. Sau đó, một hội đồng gồm Phó Tổng thống thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp phải tổ chức bầu cử Tổng thống mới trong thời gian tối đa là 50 ngày. Ông Raisi được bầu làm Tổng thống vào năm 2021. Theo lịch hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Iran sẽ diễn ra vào năm 2025. Tại Iran, chức vụ Phó Tổng thống thứ nhất là một vị trí được bổ nhiệm chứ không phải do dân bầu. Phó Tổng thống đảm nhận một số quyền hạn của Thủ tướng sau khi chức Thủ tướng bị bãi bỏ vào năm 1989. Iran có một số Phó Tổng thống được bổ nhiệm đồng thời và các Phó Tổng thống chủ yếu làm thành viên nội các.
người có vai trò quan trọng nhất trong số các phó tổng thống Iran là ông Mohammad Mokhber. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Raisi đã bổ nhiệm ông Mokhber làm phó tổng thống thứ nhất vào tháng 8 năm 2021. Ông Mokhber là người thứ 7 đảm nhiệm vai trò đó kể từ khi Iran sửa đổi hiến pháp. Trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng thống, ông Mokhber đã có 14 năm làm giám đốc Setat, một tập đoàn kinh tế hùng mạnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực từ thiện. Theo Reuters, Setat nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà lãnh tụ tối cao Iran có trị giá ước tính hàng chục tỷ USD. Dưới sự lãnh đạo của ông Mokhber, Setat đã phát triển vaccine COVID-19 của Iran có tên Coviran Barakat vào giai đoạn đỉnh điểm đại dịch. Liên quan vụ rơi trực thăng, lực lượng cứu hộ đã xác định và đã đến hiện trường. Theo Chủ tịch Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran Pir Hossein Kolivan, ít nhất 73 đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường gần làng Tavin ở tỉnh đông Azerbaijan của Iran. Sau khi lực lượng nhỏ cứu hộ xác định được các mảnh vỡ trực thăng, một quan chức Iran cho biết chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã hoàn toàn bị thiêu rụi khi rơi xuống. Thật không may, toàn bộ người trên máy bay e rằng đều đã thiệt mạng, vị quan chức nói với hãng tin. Trước đó vào ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi và phái đoàn tháp tùng đã gặp sự cố và phải hạ cánh cứng ở tỉnh đông Azerbaijan. Đoàn máy bay trực thăng hộ tống Tổng thống Iran Raisi đang trên đường di chuyển từ Khoda Afarin đến thủ phủ tỉnh Tabriz để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu. Theo Irib TV, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh đông Azerbaijan Malek Ramati cũng có mặt trên trực thăng chở Tổng thống Raisi. Tổng cộng có 9 người trên chiếc trực thăng gặp nạn. Phái đoàn tháp tùng ông Raisi di chuyển trên 3 chiếc máy bay trực thăng. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở ông Raisi mất liên lạc với 2 chiếc còn lại. Các máy bay trực thăng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực trong khoảng 20 phút, nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc. Chân dung Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi được cho là đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông bị rơi ở tỉnh đông Azerbaijan trong ngày 19 tháng 5. Đoàn máy bay trực thăng hộ tống ông Raisi khi đó đang trên đường từ Khoda Afarin tới nơi ông vừa tham dự lễ khánh thành một đập nước cùng với người đồng cấp Azerbaijan Inham Alizev trước đó cùng ngày 19 tháng 5, di chuyển đến thủ phủ tỉnh Tabriz để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và Thống đốc tỉnh đông Azerbaijan Malek Ramati cũng có mặt trên trực thăng chở Tổng thống Raisi. Theo thông tin từ báo tin tức, nhà lãnh đạo chính trị 63 tuổi này từ lâu đã được coi là người kế nhiệm rõ ràng của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có thẩm quyền cao nhất ở Iran, là người có uy tín lớn với mối quan hệ sâu sắc trong giới tinh hoa tư pháp và tôn giáo. Ebrahim Raisi, một chính trị gia theo đường lối cứng rắn và bảo thủ về tôn giáo, lần đầu tiên tranh cử Tổng thống vào năm 2017 nhưng thất bại. Cuối cùng, ông đắc cử Tổng thống vào năm 2021. Ông Raisi bắt đầu theo học tại chủng viện tôn giáo Qom nổi tiếng khi mới 15 tuổi và tiếp tục theo học một số học giả Hồi giáo vào thời điểm đó. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã được bổ nhiệm làm công tố viên ở nhiều thành phố cho đến khi được cử làm phó công tố viên thủ đô Tehran. Năm 1983, ông kết hôn với con một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao tên là Jamilet Alamun Hoda và hai người có 2 cô con gái. Ông không được lòng phe đối lập Iran vào năm 1988, còn bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt với cá nhân. Năm 1989, ông Raisi được bổ nhiệm làm công tố viên Tehran sau cái chết của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ông tiếp tục thăng tiến qua các cấp bậc dưới thời người kế nhiệm Khomeini, là lãnh đạo tối cao hiện tại Ayatollah Khamenei. Ông trở thành chủ tịch của Astan Khudrajavi, tổ chức tài trợ tôn giáo lớn nhất ở Iran vào ngày 7 tháng 3 năm 2016, và điều này đã củng cố vị thế của ông trong nền chính trị Iran. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.